Sau 9 tháng nghiên cứu triển khai, về cơ bản, cổng dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành. Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ có đầy đủ các nội dung công bố chính xác kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản thuận tiện. Hàng năm cổng dịch vụ công quốc gia sẽ kết nối tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của bộ ngành địa phương. Ngoài ra cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tham gia tuyên truyền hướng dẫn người dân doanh nghiệp truy cập khai thác sử dụng tuân thủ triệt để nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% các dịch vụ công cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia dân phòng chính phủ cho biết việc thay đổi từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến này sẽ tiết kiệm tới hơn 4.200 tỷ đồng mỗi năm và qua đó chính phủ đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới chính phủ số nền kinh tế số